Giao dịch vui vẻ. Đây này của cậu đó. Rồi, cảm ơn ông nhiều nha. Được rồi, cảm ơn, bye bye. Thôi tôi về đây. Các bạn ơi, mình đã vừa giao dịch một phi vụ khổng lồ luôn. Ông như ông bán nhà cửa vậy. Ông nhìn nó vui quá vậy ta. Ông bán nhà quá, ông nói gì á. Chị nói bây giờ chi? Xin chào. Dạ. Hai người nói cái gì vậy? Bây giờ làm gì đó mà sao mày vui quá vậy? Trời ơi, tôi em nghe hai người hỏi rồi. Hai người đòi bán nhà, nói bán nhà gì đó đúng không? Mày bán nhà của mày không? Đúng không? Không phải đâu, em bán nguyên cái lại này luôn rồi. Mất dạy. Cái gì? Mày đi hả? Không bị anh nghe chửi à? Khoan, bình tĩnh, bình tĩnh. Em hôm nay em gây bất ngờ với hai người. Em bán lại sinh tố và em sẽ xây lại chung cư sinh tố thêm. Mà tụi mình không có nên ở chung cư đâu. Gì kỳ vậy? Tụi mình là nên ở biệt thự đi. Biệt thự, biệt thự, biệt thự đi. Cái gì? Biệt thự sinh tố? Trời ơi, biệt thự mắc thấy mồ ôi. Đừng ở biệt thự, ở nhà trọ đi cho rồi. Cái gì? Ở nhà trọ luôn đi. Trời ơi, tôi thấy với mức tiền hợp lý là mình ở chung cư sinh tố là hợp lý rồi. Tao thấy là không có hợp lý chung cư ở nhà trọ. Hai người nói vậy chứ gì? Tụi mình ngon solo gọi là xây nhà sinh tố đi. Ai xây đẹp hơn và được các bạn chấm nhiều hơn thì tụi mình sẽ lấy căn đó làm chỗ cho nguyên làng sinh tố mình ở. Ok không? Ok chơi. Ok chơi thì chơi, bắt đầu thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ tụi mình đang xuất hiện ở đây rồi. Mình sẽ xây một cái chung cư sinh tố team để xem coi chung cư sinh tố team sẽ như thế nào nghe. Được rồi, thì chung cư là một cái tòa nhà khổng lồ, siêu to khổng lồ đúng không? Mình sẽ quất một phát nè, hãy xem tôi nè. Đó, các bạn thấy không, một cái tòa mà dài hòn vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí lại nghe, các bạn hãy xem nè. 1 2 3. Ok các bạn ơi, sau khi mình xây thì các bạn hãy xem nè, đây là chung cư sinh tố team, gọi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình là kinh tế hạn hẹp nên mình chỉ mới gọi là xây được một chút xíu vậy thôi. Đây là cái nhà trọ của Hachi nè các bạn nè, cái nhà trọ xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nè mình. Còn đây, ôi giời ơi, nguyên một căn biệt thự siêu sang trọng luôn kìa của chị Nabi. Được rồi, bây giờ sau khi mình đã gọi là làm xong nãy giờ rồi, mình sẽ bắt đầu đi vào trong. Mình sẽ xây bên trong để xem coi trong từng căn nhà sẽ có được cái gì nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ tụi mình đang đến với gọi là bên trong rồi. Được rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với tầng đầu tiên. Ok các bạn, có gì thấy gì không? Vừa mới vào chúng ta đã thấy chào mừng đến với Gaming House của Sinh Tố Team. Nhưng mà mình sẽ không gọi là bắt đầu từ đó đâu. Mình sẽ bắt đầu với cho những bạn fan cứng hay là cứng của Sinh Tố, đó chính là những câu hỏi về Sinh Tố Team. Bạn nào tự tin mình sẽ trả lời đúng hết nào, comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn những câu hỏi đó đây. Ok và các bạn ơi, và bây giờ mình đã có câu trả lời đầu tiên rồi đây. Đó chính là Sinh Tố Team thành lập vào lúc nào. Các bạn nào biết thì comment bên dưới, nhưng mà để chắc chắn hơn các bạn hãy xem đến cuối video để có thể câu trả lời của các bạn có thể đúng như câu trả lời của mình hay không nha. Còn hiện đây thì câu trả lời sai dành cho những người bị phạt đó chính là bị rơi xuống khỏi thế giới đó. Thì mình sẽ làm đây những cái bẫy gọi là giả giả này đó, mình chỉ cần đi xuống đây mình rớt liền các bạn à. Rồi bên đây cũng vậy nè, đa số chỗ này là đều là giả bộ nhưng mà sẽ có một chỗ thật. Còn bây giờ thì tới cái tiếp theo thôi. Câu hỏi tiếp theo đó chính là Sinh Tố Team có bao nhiêu thành viên. Trời ơi, cái này mà không biết nữa thì các bạn không thể nào là các bạn fan cứng đâu nghe. Rồi để bây giờ tôi sẽ hoàn thành chỗ này và tôi sẽ lên tầng tiếp theo các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và bây giờ đến tầng thứ hai thì mình sẽ làm một cái mà mình cực kỳ yêu thích đó. Giờ mình muốn ở đó chính là làm một phòng thí nghiệm trong chung cư các bạn à. Các bạn muốn coi phòng thí nghiệm của sầu riêng như thế nào em nè? Ok các bạn ơi, thì đây là chính là cái phòng thí nghiệm mà mình nói với các bạn đây. Nhưng mà bên trong những cái thứ, những cái lồng này, nó sẽ có thêm gọi là sầu riêng ký sinh trùng ác độc kinh khủng luôn đó. Các bạn phải đi ship như này nè, mà các bạn phải đi trên cái dàn màu xanh này. Nếu như các bạn đứng lên một cái thì những cái cửa này nó sẽ tự mở ra đó. Nó sẽ như thế này nè các bạn ơi. Và mình, nếu mà mình mà game mất không thì sao? Mình mà game mất không thì nó sẽ đánh mình nè. Còn bây giờ mình mà về đây và mình ship xuống thì đó, nó sẽ trở thành như thế này nè các bạn ơi. Đó, nói chung là cái bẫy này cũng khá là thú vị đúng không? Còn bây giờ qua tới tầng tiếp theo. Ok, thì đến phòng này các bạn có biết mình sẽ làm gì với phòng này không? Thì trong một Gaming House để làm việc cùng với nhau thì cái quan trọng nhất đó chính là bàn làm việc, PC và gọi là ghế gaming để cho bọn mình có thể đủ nhu cầu để làm việc và quay video cho các bạn đó. Còn bây giờ thì mình đã lựa chọn ra ba thanh niên này đây. Đây chính là ba cái bẫy siêu cấp VIP Pro mà mình đã chế tạo. Một đó chính là vòng xoay màn hình máy tính, thứ hai đó chính là thùng PC đập bùm 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 bùm, và cái thứ ba đó chính là cái ghế sinh tồn. Bây giờ mình mà game mất không mà mình mà đánh vào nó thì sao các bạn? Thì nó sẽ lao vào đánh mình. Cái ghế đi đánh người ta kìa, trời ơi, cái ghế có mà.
Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã đến với cái chỗ này rồi nè. Các bạn xem, hãy xem nè. Quá trời là 7 luôn. Vừa 7 PC, vừa 7 máy tính, vừa 7 màn hình, và có 7 cái ghế gaming luôn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ là người làm chuột bạch thử nghiệm cho các bạn xem. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử nhào vô. Trời ơi, ôi ôi ôi, dạ, vô được rồi, vô được rồi. Còn bây giờ thì mấy cái thùng PC này sao? Rồi còn bây giờ thì nếu mà đến cái ghế gaming này thì các bạn cũng sẽ bị hiểu thôi. Tại vì nó đánh các bạn hoài à. Đó nè, mình đánh một cái là nó đánh lên mình kìa. Mình nó đánh mình gần cái chỗ chạy luôn. Ôi da, đau quá, đau quá. Rồi và bây giờ sau đó xong được những căn phòng mà gọi là quan trọng của một cái chung cư thì đến một cái chỗ mà gọi là sinh hoạt chung nha các bạn. Một cái chỗ mà dành cho tất cả các thành viên của Sinh Tố Team luôn. Ok các bạn ơi, hồi nãy giờ mình quên một cái thứ này cực kỳ quan trọng luôn. Ở trong chung cư mà không có là thấy bà nội luôn. Đó chính là thang máy các bạn à. Đây, bây giờ mình vừa chế tạo một cái thang máy gọi là thang máy sinh tố. Thì các bạn muốn đi đến tầng nào các bạn chỉ cần tí đèn. Wow, thang máy tự di chuyển nè các bạn à. Và bây giờ mình sẽ đi đến tầng thứ 2. Thang máy có một điều hơi đi chậm một tí nhưng mà không sao, chất lượng an toàn mà. Ồ đó, bây giờ đi lên tới đây luôn các bạn ơi. Ok ok, bây giờ đến tầng tiếp theo các bạn ơi. Đến rồi, xuống rồi. Yeah 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 yeah. Cuối cùng đây là tầng cuối cùng của chung cư sinh tố team, đó chính là tầng mà dành cho tất cả mọi người trong sinh tố các bạn à. Mọi người đều có thể sinh hoạt cùng với nhau và ở lại đây bất kỳ lúc nào. Và được rồi, mình đã hoàn thành cái gọi là thử thách xây chung cư của mình. Và bây giờ để xem hai người kia sẽ như thế nào nghe. Được rồi, đi thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với gọi là tham quan nhà của ba tụi mình, coi coi nhà nào mới là gọi là nhà VIP pro và được yêu thích hơn nghe. Bên tôi chứ. Ok, đi qua của hai chi sao? Được rồi. Ủa, đây chỉ là nhà trọ bình thường thôi, mấy hai người ở đây. Ủa, nhà trọ bình thường gì kỳ vậy? Trời, bực bội thiệt luôn á. Tưởng nhà trọ sinh tố tưởng thế nào. Thôi lên kia lên nè. Ủa sao? Ôi, cái giường nó biết đánh, ơi cái giường nó biết di chuyển, nó biết đánh người luôn kìa. Ê mày nè. Ôi mình phải đập cái giường đi. Ôi cái giường nó biết di chuyển kìa. Ôi, trời đất ơi, mấy con này nó đập mình kìa các bạn à. Rồi cái nhà trọ gì đáng sợ quá vậy hả chi ti gì? Mày lâu quá vậy mày? Chết nè con. Ai, trời ơi, quýnh nãy giờ cái bụng mình nó kêu rột rột, nó mất vệ sinh luôn rồi. Rồi. Ôi, cái bụng cậu nó cũng biết di chuyển nữa kìa. Đập nó chị đâu ơi. Đập nè. Chết nè con. Trời ơi các bạn ơi, mấy cái dụng cụ trong nhà trọ này thật sự là đáng sợ thật luôn các bạn ơi. Đồ đạc đồ biết di chuyển này kia ghê quá à. Ủa, ở đây là đâu vậy? Cũng đây, do nhìn mấy kính này đi. Đây là bãi gửi xe của phòng trọ. Có mấy thằng ăn trộm kìa, chị nó bi coi kìa, có nó chạy vòng vòng. Ủa còn có cái gì vậy? Chiếc xe hả? Cái này là gì vậy hả chị? Chúng ta phải gọi là đánh đuổi mấy bọn ăn trộm đi và cứu giải cứu chiếc xe đó, chị vô. Cái gì? À các bạn ơi, thường là trong bãi giữ xe có những thằng ăn trộm nó hay ăn cắp xe đó. Tụi mày à, tụi mày dám lấy xe sao? Được rồi chị Nó Bi ơi, đây có vũ khí nè chị Nó Bi ơi. Tao sẽ bảo vệ chiếc xe nha mày. Mày nè con. Ý, mày ăn trộm nè. Ý, mày ăn trộm. Ôi. Cuối cùng là tụi mình cũng giải cứu được chiếc xe rồi các bạn ơi. À, cái này là cái gì đây? Một cái khu vườn sao? Ủa, ở đây là chỗ nào mà hoa nhiều quá vậy? Thường ở phòng trọ người ta có mấy bãi đất trống người ta trồng hoa đó. Trời, hửi mình thử những bông hoa đây. Ờ, bông hoa thơm quá à. Ôi gì vậy? Trời. Ôi đất ơi các bạn ơi, hai chi lừa mình các bạn ơi, chân bông hoa này có độc. Ôi chết tiệt thiệt mà. Bây giờ mình sẽ qua thử biệt thự của chị Na Bi xem coi biệt thự sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Wow các bạn ơi, bây giờ mình cùng với Hachi đã đến tới nhà trọ của chị Na Bi rồi. Biệt thự á. Được rồi, vào thôi. Ủa, cái gì vậy chị Na Bi? Sao chị nói trong phòng của chị sang trọng lắm mà? Chính là phòng khách của tao chứ không kém phần nguy hiểm. Phòng khách mình nó ghê chưa? Hachi, ông làm gì ông đội nguyên chiếc sơn cái ghế trên đầu vậy Hachi? Trời ơi, các bạn ơi, tụi mình bây giờ tụi mình phải ngồi trong cái ghế này, tụi mình phải trải nghiệm thử thách gọi là vô cái nhà thật trời. Biệt thự sang trọng hay ghê chị Na Bi sao? Được rồi. Rồi, coi chở nha. Ôi. Ơi sao vậy? Được rồi, hồi nãy mình cây cứu quá. Bây giờ tới hai chi đi, ông ử không điều khiển thử xem. Trời, dễ. Được rồi. Nè dễ nè. Rồi xong. Được rồi, bây giờ tới tôi nè, tôi phải làm được các bạn nè. Trời ơi, cái hồn ông trời ơi, nó gỡ xuống mấy cái gai luôn các bạn ơi. Hên quá. Ủa, cái này là cái gì đây? Tụi mày đã đến với chuyên mục sofa bay. Ủa, sofa bay sao đáng sợ. Ơi cẩn thận ơi, trời nó bay lẹo. Rồi. Trời ơi, tôi nói rồi mà Hachi. Tôi nói là mình phải lẹ lẹ lên.
gì hoài vậy hả chị? Cái gì? Trời ơi, nhảy qua đây. Dạ. Làm đi hả chị, làm đi. Hay lắm hả chị ơi, tôi đã làm được rồi. Cảm ơn. Ê, bảy ơi, bảy ơi chị ơi, bảy ơi, nó bảy ơi, bảy ơi, no. À, chị. Mất dạy. Ủa đây là chỗ nào vậy chị Nabi? Bếp nút không vậy? Em với khu vực bếp của biệt thự Nabi sang chảnh. Ủa khu vực bếp sao? Hả? Tụi bay phải bắt buộc lên mò điêu xong chảo. Cái gì? Tụi bay mà rớt là tụi bay sẽ bị nướng ở dưới luôn. Trời khói mù quá trời luôn kìa. Ui cái này cái chảo mà. Ây. Ôi chị Nabi ơi. Ui cái mù gì quá vậy không thấy đường. Ơi mấy cái chảo. Ê chị đâu đâu đâu. Ê hai chị gà quá các bạn ơi, mình nhảy coi nè, mình nhảy nè. Sao mà đó được? Ủa cái gì vậy? Trời ơi mấy cái này nó nấu chín lên, nó làm cho mình nóng lên luôn nè các bạn ơi. Ơi được rồi, cua lên nè, bắt cua nè. Ủa cái này là cái gì vậy? Ui cha, yeah, tới cái nồi cuối cùng rồi, nhảy xuống ơi. Ủa sao tự nhiên nhảy vô đây là chết vậy chị Nabi? Đây sẽ có random một cái trứng thối, tụi bạn phải lựa chọn, tụi bạn nhảy vào trứng thối rồi tụi bạn sẽ chết. Cái gì? Nhảy vô cái trứng thối là sẽ chết không? Hả chi? Thử hay tôi tin vẫn may của ông sẽ tốt mà. Ê, trời ơi, chắc là tôi nói lộn các bạn ơi. Được rồi, hồi nãy là mình đã chết rồi, bây giờ không lẽ mình đã chết nữa phải không? Được rồi, nhảy nè, nhảy nè. Ôi ôi, qua rồi nè Hà Chi ơi, cố lên Hà Chi ơi. Ôi ôi các bạn ơi, Hà Chi liệu nè. Ôi ôi ôi, chứng minh nè nè. Ông trai, ồ hồ bơi không vậy? Hồ bơi sao? À đúng rồi các bạn. Đây là hồ bơi của Nabi. Wow, vậy là mình đã hoàn thành được cái hồ biệt thự của nhà chị Nabi rồi. Bây giờ đến cái mà quan trọng nhất của video này, đó chính là chung cư sinh tố tim. Được rồi, đi ơi. Rồi, chung cư cũng bự đấy. Ông biết bên trong có gì không nhờ? Sao lại không nhỉ? Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau vô chung cư sinh tố tim nha các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ tụi mình đã vào tầng đầu tiên của sinh tố tim rồi. Thì đây các bạn nhìn nè, đây là câu hỏi dành cho những người mà gọi là bạn fan nào hay là những thành viên của sinh tố tim, để xem những thành viên của sinh tố tim có biết là gọi là câu hỏi này không. Thì bây giờ câu hỏi đó chính là sinh tố tim thành lập vào lúc nào? Ngày 2 tháng 9 2003, ngày 28 tháng 4 2020, và ngày cuối cùng đó chính là ngày 5 tháng 5 2020. Liệu rằng bạn nào biết các bạn comment cho mình với nha. Rồi còn hai người thì sao ta? Chị Nabi chị chọn cái đó hả chị Nabi? Hai tháng chín quen quen ta. Ủa? Như đây đúng rồi nè, ngày này ngày ông có ngày đặc biệt ngày này. Quen quen nè. Trời ơi, Hà Chi chọn lộn các bạn ơi. Ngày 2 tháng 9 2003. Bây giờ cơ hội của chị là đó, chị nó bay, chị hãy chọn đi. Ôi. Wow. Ồ, vậy là đúng rồi. Rồi, bây giờ đến câu hỏi tiếp theo. Sinh tố tim có bao nhiêu thành viên ta? 16. Ủa phải không? Phải không? 14 mà em nhớ 14 mà. 15. 15 hả? Sao đi qua vậy? Ê, qua rồi. Trời luôn, được rồi. Ồ, thôi nói chung là chào mừng mọi người đã đến với game Minh Hào của Sinh Tố Tim nghe các bạn ơi. Còn bây giờ. Ok các bạn ơi, và bây giờ đã đến chỗ tiếp theo rồi. Xin tự giới thiệu, đây gọi là phòng thí nghiệm của sầu riêng. Rồi rồi rồi, chị Nabi chưa hiểu vấn đề rồi. Vậy? Hãy coi nè chị Nabi. Dạ dạ dạ. Đó thấy chưa? Đợi kìa, chị Nabi đứng nữa kìa. À hết hồn hết. Trời ơi. Ừ. Đây. Đi cẩn thận nghe, đi cẩn thận, đi gán đi được cho qua đây nghe. Ê rồi, chị Nabi đứng lên chi vậy chị Nabi ơi? Chị Nabi hại Hachi rồi. Ôi Hachi ơi, xung quanh ông liều là những sầu riêng ký sinh trùng đó nghe Hachi. Sầu riêng ký sinh trùng hơi bị nhiều luôn á. Vô bên trong rồi, vô bên trong rồi kìa. Ơi, rồi qua được luôn rồi kìa. Ui, trời căng bông nè. Hai người này ghê ta. Ui, cũng được, cũng được. Thôi được rồi, bây giờ lên trên thôi. Ok, chào mừng hai người đã đến với cái tầng thứ 3 của game Minh Hào. Biết cái này là cũng được, là anh vậy. Đó, 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 đi qua bị cái PC giọng nè. Nhảy nè, bây giờ vô cái màn hình thì bị đẩy. Rồi qua cái PC thì bị giọng. Qua cái màn hình. Ôi, chị Nabi qua được rồi kìa, chị Nabi. Trời ơi, đứng lại. Cẩn thận nghe, cẩn thận nghe. Vô cái màn hình là bị giọng nát đầu ấy nha. Chị Nabi á chị. Ồ, chị Nabi qua được. Ê, ôi ôi, rồi bây giờ cái ghế nó đang bắt đầu gượng rồi. Ôi ơi, trời. Rồi rồi, trời ơi, trời ơi. Ôi, rồi chị Nabi ơi. Ôi, cẩn thận nghe các bạn ơi. Ôi, rồi. Rồi cái ghế nó đang đánh hai người này các bạn ơi. Ôi. Ngồi xong. Ê, Hai Chi ơi, Hai Chi ơi, như cái ghế nó bình tĩnh là kìa Hai Chi ơi, gắn trốn đi Hai Chi ơi. Trốn đi, trốn đi. Ôi ơi, chui trốn đi, trốn đi. Ôi. Ok. Được rồi các bạn ơi, lên tầng cuối cùng và cái tầng đặc biệt nhất thôi. Ok, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đây là phòng cuối cùng đây. Đây. Phòng của gọi là tất cả mọi người trong sinh tố tim, mọi người đều có thể sinh hoạt với nhau. Nói chung là video này cũng là một video bí mật về nhà mới của sinh tố đó, nên các bạn nào mà gọi là xem video này thì các bạn thấy mình say hay thì các bạn comment bên dưới nhà, với lại các bạn có hóng video tham quan nhà mới của sinh tố tim không? Các bạn hóng thì các bạn đừng quên là comment bên dưới luôn nha. Ok thì bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn ngủ ngon giấc lành. Bye bye.